Xin chào tất cả các em học sinh. Trong buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề thi học kỳ 2 năm học 2020-2021, môn toán 12, đề số 2. Câu 1. Cho mặt phẳng phê có phương trình là x trừ 2y cộng 3z trừ 1 bằng 0. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng phê là, thì chúng ta nhớ này, cái mặt phẳng ax cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Thì cái vector pháp tuyến của nó sẽ là gì? A, B, C, có nghĩa là trước X, hệ số trước X, hệ số trước Y và hệ số trước Z. Vector pháp tuyến của nó là sẽ là gì đây? N sẽ bằng A này, B, C. Vậy thì trước X là 1, trước Y là -2, trước Z là mấy? Là 3. Vậy vector pháp tuyến của cái này là gì? N sẽ là bằng gì? 1 trừ 2 3. Vậy thì câu 1 đáp án đúng cái này chính là đáp án B. 1 chọn B nghe chưa? Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2, diện tích của hình phản giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số y bằng x mũ 3 trừ x bình cộng 2x cộng 1 và y bằng x bình phương cộng x cộng 1 là, thì câu này thì chúng ta phải đi tìm cận, được chưa? Tìm cận nha. Thì chúng ta lập phương trình hoành độ giao điểm, phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị này. Thì chúng ta có là x mũ 3 này trừ cho x bình phương cộng cho 2x cộng 1 thì nó bằng x bình phương này, hoành độ giao điểm nghĩa là chúng ta cũng cho hoành bằng nhau ấy nha, hoành bằng nhau này đó, x bình phương cộng x cộng cho 1 này sẽ tương đương x mũ 3 chuyển hết sang trái nha, x bình phương chuyển sang trái là thành trừ 2x bình phương, x chuyển sang trái là 2x trừ x còn x, 1 trừ 1 bằng 0 rồi. Chúng ta bấm máy. Mốt 5 4 này, 1 1 1 trừ 2. Mốt 5 4 này giờ, 1 trừ 2 1 0. Có hai nghiệm là 0 với 1. Chúng ta được hai nghiệm là 0 với 1 nha. X bằng 0 hoặc x bằng 1. Vậy thì diện tích hình phản sẽ bằng tích phân chạy từ 0 đến 1 trừ tuyệt đối của hai cái hàm mà trừ nhau, đúng không? Của hai phần bên phải trừ nhau này. Mà hai phần bên phải trừ nhau là được gì đây? X mũ 3 trừ 2x bình cộng x, x mũ 3 này trừ 2x bình phương cộng x tuyệt đối dx. Chúng ta bấm máy cái này thôi. Tích phân chạy từ 0 đến gì? Đến 1 này, xếp bx này ở trong đây là x mũ 3, x mũ 3 trừ 2x bình phương này cộng cho x. Thì đáp số là 1/12. Nó bằng 1/12 nghe chưa? Kết quả là 1/12. Vậy thì câu số 2 đáp án đúng chính là đáp án A. Tiếp theo là câu số 3. Trong không gian OXYZ cho phương trình tham số của đường thẳng D đi qua điểm M tọa độ là 1 trừ 1, 2 này và vuông góc của mặt phẳng alpha là 2x cộng y trừ z cộng 3 bằng 0. Lưu ý người ta yêu cầu là viết phương trình tham số, đúng không? Thì chúng ta cần điểm đi qua và vector pháp chỉ phương, được chưa? Vậy thì chúng ta lưu ý này. Giả sử cái đường thẳng cần viết là delta này. thì delta đi qua M, delta đi qua điểm M là 1 trừ 1, 2 này. Còn vector chỉ phương là U delta, nó sẽ bằng gì đây? U delta sẽ bằng N alpha. Lý do là delta vuông góc với alpha. N alpha là trước x sẽ là 2 này, trước y là 1, trước z là trừ 1. Lý do cái này là do delta nó vuông với vuông góc mặt phẳng alpha. Do đó thì phương trình thông số của delta sẽ là x bằng y bằng z bằng. Đi qua điểm là 1 trừ 1, 2 thì 1 nè, trừ 1 nè, 2 nè. Vector chỉ phương của nó là 2, 1 trừ 1 thì đây cộng 2t này. Gán t vào thôi, cộng cho t này, trừ cho t, với t thuộc R. Vậy thì câu số 3 đáp án đúng ở đây chính là đáp án nào? Câu số 3 đáp án đúng ở đây chính là đáp án D đúng không? Đáp án D này. Vậy câu 3 chọn D nghe chưa? Rồi tiếp theo là câu số 4. Số phức z bằng A cộng BI với AB thuộc R. Phần thực của số phức z bình phương là, người ta cho số phức z, người ta hỏi là phần thực của số phức z bình phương thì chúng ta phải bình phương này lên. Z này bình phương sẽ bằng bình phương hai vế đó thì chúng ta được là z bình phương sẽ bằng A cộng BI tất cả bình phương sẽ bằng này. Đây là hàng đẳng thức bình phương một tổng thì bằng A bình phương cộng cho 2 nhân A nhân BI cộng cho BI tất cả bình phương, nó sẽ bằng A bình phương. Chỗ này là BA bình phương đó nha, B bình phương A bình phương, cái này sẽ bằng B bình phương A bình phương, mà A bình phương là bằng trừ 1, do đó chỗ này là ghi là A bình trừ B bình phương cộng cho 2 lần AB nhân A. Và cái này, cái A bình trừ A bình chính là phần thực, còn phần ảo chính là 2 lần AB. Người ta hỏi là phần thực của số phức z bình phương, phải xây ra phần thực này. Z bình phương này có phần thực là gì? A bình trừ B bình. Vậy câu 4 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Tiếp theo là câu số 5. Câu 5. Trong không gian OXYZ cho đường thẳng D có phương trình là x trừ 1 chia 2 bằng y cộng 1 chia trừ 1 bằng z cộng 3 chia 2. Trong có vector sau, vector n là vector chỉ phương của đường thẳng D. Thì chúng ta nhớ này, phương trình chính tác này, x trừ x0 chia cho A này bằng A trừ A0 chia cho B bằng Z trừ Z0 chia cho C. Thì cái đường thẳng này đi qua đâu? Đường thẳng này đi qua đâu? Nó đi qua điểm gì? Điểm M là X0, Y0, Z0. Và nó có vector chỉ phương là gì? U chính là bằng gì? A này, B này, C. A, B, C. Và chúng ta lấy vi mẫu thôi, vi mẫu là chính là 2 vậy, 2 trừ 1, 2. Với bài này thì UD chính là bao nhiêu? 2 trừ 1, 2. Chúng ta kiểm tra này, 2 trừ 1, 2 không thấy đúng không? 2 trừ 1, 2 không thấy thì chúng ta là gì đây? Chúng ta nhân thêm trừ 1 đi. Chúng ta nhân thêm trừ 1 ra, nhân thêm cho trừ 1. Xem sau. Nhân thêm trừ 1 thì được là trừ 2 này, 1 trừ 2. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta không thấy là 2 trừ 1, 2 thì chúng ta nhân thêm trừ 1 thì là được trừ 2, 1, 2. Mà trừ 2, 1, 2 thì là cái gì đây? Trừ 2, 1, trừ 2, 1, trừ 2. Trừ 2, 1, trừ 2 chính là đáp án D. Được chưa? Câu 5 là chọn D. Tiếp theo là câu số 6. Thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình y bằng x bình phương trừ 3x và trục hoành chính trục OX á, trục OX là y bằng 0. quay quanh trục OX. Thì câu này trước tiên chúng ta phải tìm cận bằng cách lập phương trình hoành độ vô điểm của cái đồ thị hàm số y bằng x bình trừ 3x và trục hoành. Phương trình hoành độ vô điểm này là gì đây? X bình phương trừ 3x bằng 0. Giải được là x bằng 0 hạt x bằng 3. Thì lúc này thể tích gì đây? Thể tích hành phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x bình phương trừ 3x và trục hoành quay quanh OX là VOX sẽ bằng pi lần này, pi lần tích phân chạy từ 0 đến 3 của x bình phương trừ cho 3x tất cả bình phương dx bằng. Chúng ta bấm máy pi, chúng ta không bấm nữa nha, chúng ta bấm là 0 tích phân từ 0 đến 3 này của x bình phương trừ cho 3x tất cả bình phương thì nó bằng là 81/10. Gán pi vào được là nhân cho pi nhân 81/10 nữa nha, là bằng 81 pi chia cho 10. Vậy thì câu số 6 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Tiếp theo là câu số 7. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ, viết phương trình mạc cầu tâm Y, tọa độ là -2, 10, -4 và tiếp xúc với mặt phẳng OXZ. Người ta cho tâm mạc cầu là Y là -2, 10, -4 rồi. Vậy chúng ta phải đi tìm bán kính mặt cầu. Được chưa? Bán kính mặt cầu. Vậy thì chúng ta biết này, cái mặt phẳng OXZ có phương trình là gì? Y bằng 0, đúng không? Mặt phẳng này OXZ có phương trình là Y bằng 0. Rất là dễ nhớ. OXZ thì thiếu Y đúng không? Thiếu Y thì Y bằng 0 thôi. OXZ thiếu Y là Y bằng 0. Phương trình nó là y bằng 0. Vậy thì do làm cái mặt phẳng, cái mặt cầu này tâm y này và tiếp xúc với mặt phẳng OXZ, do đó là cái khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng OXZ chính là bằng LR. Và LR bằng gì đây? LR chính là bằng khoảng cách từ tâm y này đến mặt phẳng OXZ. Mà mặt phản OXZ chính là bằng Y, do đó là bằng gì? Trị tuyệt đối của Y của 10 đúng không? Chia cho căn 1 chính là bằng 10. Vậy thì lúc này mặt cầu của mình là nó có tâm là gì đây? Tâm là chính là Y bằng -2, 10, -4 và bán kính là R vừa tính xong là bằng 10. Vậy thì phương trình mặt cầu x sẽ viết như sau: x trừ đi hoành độ tâm, có nghĩa là trừ cái -2 thành +2 bình phương lên, rồi y trừ cho tung độ tâm là trừ đi cho 10 bình phương lên, rồi z trừ cho câu độ tâm, nghĩa là trừ cho -4 thành +4 này bình phương lên bằng r bình phương. R bình phương chính là 10 bình phương, 10 bình phương là 100. Vậy thì câu số 7 đáp án đúng ở đây chính là đáp án nào? Đáp án đúng ở đây chính là đáp án x cộng 2 tới bình phương y trừ 10 với cộng 4 này. Đáp án A nha. Câu 7 chọn A. Tiếp theo là câu số 8. Cho tích phân y bằng cận chạy từ 0 đến 4 x nhân căn bậc 2 của x bình phương cận 1 dx đạt t bằng x bình cận 1, khẳng định nào sau đây là đúng? Thì người ta đạt t bằng gì đây? X bình phương cộng 1 thì suy ra vi phân hai vế thì được là dt sẽ bằng 2x dx. Từ đây chúng ta suy được tương đương là x dx sẽ bằng dt chia cho 2. Sau đó chúng ta đổi cận. Đổi cận nha. X đây là t này. x chạy từ 0 đến 4. 0 đến 4 này. X bằng 0 thay vào đây thì được t là bằng 1. X bằng 4 thay vào đây là 16. 16 cộng 1 17, vậy t là bằng 17. X chạy từ 0 đến 4 thì t chạy từ 1 đến 17. Do đó tích phân của mình y sẽ bằng cận chạy từ 1 đến 17 nghe chưa? X bình cộng 1 thay bằng t thì được là can t này. Còn x dx thì chúng ta thay bằng dt chia 2. Thì nó bằng là 1/2. Tích phân từ 1 đến 17. Can t dt. Vậy thì câu số 8 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. 8 chọn B nha. Tiếp theo là câu số 9. Câu 9. Trên mặt phẳng tọa độ tập hợp điểm biểu diễn số phép giấy thỏa mãn giấy tuyệt đối giấy cộng y bằng 1 có phương trình là. Thì bây giờ chúng ta gọi giấy ở đây thì phương trình nó là có x với y đúng không? Thì chúng ta gọi là gì? Gọi giấy này tập bàn x cộng y. Tất nhiên là x y sẽ thuộc gì? R. Gọi giấy là x cộng y y nha. Thì lúc này chúng ta có là giấy tuyệt đối giấy cộng y bằng 1 sẽ tương đương giấy chúng ta thay là x cộng y y cộng cho y này tuyệt đối này bằng 1 này mô đun á thì tương đương này x cộng cho cái này là y, cái này là y đúng không? Thì chúng ta đặt nhân thức chung là y cộng 1 tất cả nhân cho y mô đun sẽ bằng 1. Mà mô đun bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng cho y cộng 1 tất cả bình phương bằng 1. Sau đó chúng ta bình phương hai vế thì được là x bình phương cộng y cộng 1 tất cả bình phương. Bình phương mất căn này chưa? 1 bình phương chính là bằng 1. Vậy thì nó có phương trình là gì? Phương trình chính là đáp án D đúng chưa? X bình phương cộng y cộng 1 tất cả bình phương cộng cho 1 chính là đường tròn tâm y. Tâm y tọa độ là 0 - 1 bán kính R1, được chưa? Đó chính là đường tròn tâm y tọa độ là 0 - 1 bán kính là R1. Câu 9 chọn D nghe chưa? Tiếp theo là câu số 10. Trong không gian OXYZ cho mặt cầu x có phương trình là x bình phương cộng y bình phương trừ 2mx cộng 6y trừ 4z trừ m bình cộng 8m bằng 0. M là thông số. Tìm các giá trị của m để mặt cầu x có bán kính nhỏ nhất. Thì chúng ta lưu ý này, cái mặt cầu x nó có tâm gì đây? Tâm của nó là chúng ta lấy trừ 2m chia cho trừ 2 là được là tâm y sẽ là trừ lại m này. Được chưa? Trừ 2m chia trừ 2 là được m. Rồi 6 chia trừ 2 là còn trừ 3 này. Rồi trừ 4z chia cho trừ 2 là còn 2. Vậy thì R của nó sẽ bằng gì đây? R sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ cho D nghe chưa? Thấy chưa? Đây là công thức mà. Cái tâm là chính là ABC này, A chính là MB là trừ 3C là bằng 2 á. Còn ở đây D chính là gì? D chính là trừ M bình cộng 8M. Vậy bằng căn bậc 2 của A bình phương là trừ M, A bình phương chính là M đúng không? M tất cả bình phương. Cộng B bình phương là cộng cho trừ 3 tất cả bình phương. Cộng cho C bình phương là cộng cho 2 bình phương. Trừ cho D chính là trừ của trừ M bình phương cộng cho 8M bằng căn bậc 2 của M bình phương trừ 3 bình phương là cộng cho 9 này, 2 bình phương là 4 này, trừ cho trừ 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 m bình thành cộng m bình phương này, chỗ này là trừ 8m bằng căn bậc 2 của m bình phương với m bình phương là 2m bình phương, chỗ này trừ 8m. 9 cộng 4 bằng 13. Sau đó chúng ta đưa cái này về bình phương một hiệu bằng căn bậc 2, chúng ta đặt số 2 ra ngoài này, ở trong là còn m bình phương, chỗ này là trừ cho 4m, đóng ngoặc lại đi, cộng cho 13 thì nó bằng căn bậc 2 của này là 2 lần, chỗ này chúng ta khi là m bình phương này trừ cho 2 nhân m nhân cho 2 cộng cho 2 bình phương, thì đưa vào dọn là a bình trừ 2 lần ab cộng b bình, mà chúng ta cộng 2 bình có nghĩa là chúng ta cộng 4, cộng 4 phải trừ 4 ra, ngoài đây có 13 bằng cái này là a bình trừ 2 lần ab cộng b bình, cái bậc 2 này, này là 2 lần m trừ 2 tất cả bình phương, thấy không? Chỗ này là thành trừ 8 ra, trừ 8 mà cộng cho 13 là còn cộng 5. 2 lần m trừ 2 tất cả bình phương lớn bằng 0, mà cộng 5 lớn bằng 5, mà căn lên thì lớn bằng gì? Căn 5. Vậy r min này, đúng không? R min chính là giá trị nhỏ nhất của r, chính là bằng căn gì? Căn 5. Giá trị nhỏ nhất của r là bằng căn 5 khi nào? Khi m trừ 2 bằng 0, có nghĩa là m bằng gì? M bằng 2. Đây chính là giá trị cần tìm. Vậy thì câu số 10. Câu số 10 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Tiếp theo là câu 11. Câu 11. Trong không gian Ux, Y cho hai đường thẳng D có phương trình là 1-2t, Y bằng 2 cộng t, Z bằng 2 trừ t. Đường thẳng D phải có phương trình là x trừ m chia 2 bằng y chia 1 bằng z trừ 1 chia cho 2. Đây là phương trình chính tác. M là thông số. Tìm giá trị của m để hai đường thẳng D và D phải khác nhau. Thì bây giờ chúng ta chuyển cái đường thẳng D phải thành phương trình thông số đi. Chuyển cái phương trình chính tác của đường thẳng D phải thành phương trình thông số. Phương trình thông số của D phải là, chỗ này là t đúng không? Ẩn t thì chúng ta đặt t này, thông số t thì ở đây chúng ta dùng thông số t phải, nghe chưa? Thì chúng ta cho là x trừ m chia 2 bằng y chia 1 bằng z trừ 1 chia 2 bằng t phải, cho bằng t phải, nghe chưa? Thì chúng ta được là x trừ m chia 2 bằng t phải, thì chúng ta có x sẽ bằng gì? M cộng cho 2t phải, được không? Thứ hai là y sẽ bằng gì đây? Y sẽ bằng t phải, z sẽ bằng gì? 1 cộng 2t phải, tất nhiên là t phải thuộc r. Và lúc này chúng ta có phương trình thông số của d và phương trình thông số d phải, thì chúng ta cho gì đấy? X bằng nhau hay giờ, x bằng cái này đúng không? Đây cũng x bằng cái giờ, thì chúng ta cho có hệ phương trình, sát hệ phương trình, bây giờ là 1-2t này, 1-2t nó sẽ bằng gì? M cộng cho 2t phải. Phương trình thứ hai là 2 cộng t thì bằng gì? Bằng t phải này, 2 cộng t thì bằng t phải. Phương trình thứ ba là 2 trừ t, 2 trừ t bằng gì? 1 cộng 2t phải. Rồi bây giờ chúng ta này, ta giải tìm t phải với m là sao? Thì phương trình trên chúng ta để nguyên nữa nha, rút m ra. Lúc m là bằng 1-2t trừ cho 2t phải, nghe chưa? Cái này chúng ta đưa về hệ được nhắc là ẩn t và t phải, nghe chưa? Thì t này trừ cho t phải sẽ bằng trừ 2, một phương trình, được chưa? Phương trình thứ hai là trừ t trừ 2t phải bằng gì? Bằng bao nhiêu? Trừ t trừ 2t phải sẽ bằng trừ 1. Rồi chúng ta bấm máy tính, chúng ta giải cái hệ này. Giải có hệ gồm hai phương trình này, trình 1 này, trình 2, trình 3 này. Yeah. Giải có hệ hai phương trình gồm 23. Mốt nam 1. Mốt nam 1 nha. Mốt nam 1. Rồi, phương trình trên thì chúng ta bấm là 1 nè. Trừ 1 nè, trừ 2. Phương trình dưới là chúng ta bấm là trừ 1, trừ 2, trừ 1. Thì nó ra x1, x có nghĩa là t đó là trừ 1. Còn a chính là t phải, vậy là x là t bằng trừ 1. T bằng trừ 1 này. Còn t phải là bằng gì? Bằng 1. Được chưa? Và chỉ này thì m sẽ bằng gì đây? M sẽ bằng 1 trừ cho 2t trừ cho 2t phải. Phải tương đương t bằng trừ 1, t phải bằng 1. Thay vào chỗ đây thì m này sẽ là 1 này. Trừ cho 2 nhân cho t chính là trừ 1 và 2 nhân trừ 1 này. Trừ cho 2 nhân t phải là nhân cho 1. Thì chắc chắn chỗ này chúng ta giải được cái m mấy đây, cho nên là 2 này trừ 2 này cộng 2 bằng 0 rồi, phải m bằng 1. Chưa? Vậy để d và d phải khác nhau thì m phải bằng 1. Vậy câu 11 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. 11 chọn C. Tiếp theo là câu 12. Câu 12. Phương trình mặt cầu x có tâm y tọa độ là 1 trừ 1 2 1. Tiếp xúc với mặt phẳng p có phương trình là x trừ 2y trừ 2 giấy trừ 2 bằng 0. Là phương trình nào trong bốn đáp án ABCD? Thì để biết được phương trình mặt cầu thì chúng ta phải cần biết tâm và bán kính. Mặt cầu x nè thì chúng ta cần biết tâm của nó. Tâm của nó là đề cho tâm y này. Tọa độ là trừ 1, 2, 1. Bán kính thì sẽ bằng gì đây? Do là mặt cầu này tiếp xúc với mặt phẳng phi. Do đó thì R chính là bằng khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng phi. Mà khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng phi thì chúng ta dùng máy tính, chúng ta tính cho nhanh nha. Bấm phần này rồi tuyệt đối đúng không? Thì trên tử chúng ta ghi là x trừ cho 2y trừ cho 2 giấy, chúng ta thay bằng chữ m nữa nha, giấy bằng chữ m nữa nha, đó giấy thay bằng chữ m và trừ cho 2 dưới mẫu là căn bậc 2 của gì đây, căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương cộng c bình phương, nghĩa là 1 bình phương cộng cho trừ 2 tất cả bình phương cộng với trừ 2 tất cả bình phương chính là căn mấy, căn 1 này cộng 4 này cộng 4. Sau đó chúng ta CA là C. Chúng ta thay cái tâm vào. X thì chúng ta thay bằng trừ 1, y bằng 2, z bằng gì? Z chính là thay bằng 1, và là trừ 1 này, 2 này, 1. Thì chúng ta có kết quả là R chính bằng 3. Khoảng cách từ tâm y đến phê bằng 3 thì R bằng 3 nha. Vậy thì chúng ta có được tâm và bán kính rồi thì mặt cầu, phương trình mặt cầu sẽ là x sẽ bằng là gì đây? X trừ điều hành độ tâm, nghĩa là trừ cho trừ 1 thành cộng 1 này. Tất cả bình phương đây. Rồi y trừ cho tung độ tâm là y trừ 2 tất cả bình phương cộng cho giấy trừ cho câu độ tâm, nghĩa là giấy trừ cho 1 tất cả bình phương bằng R bình phương. R bình phương nghĩa là 3 bình phương là 9 á. Vậy thì câu 12 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là gì? Đáp án đúng chính là đáp án A đúng không? Đáp án A này, coi cho kỹ này. X cần 1 y trừ 2 giấy trừ 1 bằng 9 đúng rồi. Câu 12 chọn A nghe nha. Tiếp theo là câu 13. Mặt phẳng đi qua hai điểm A tọa độ là 1 trừ 1, B có tọa độ là 0 2 1 và song song với trục OX có phương trình là mặt phẳng đề cho là đi qua hai điểm AB và song song với trục OX đúng không? Thì cái mặt phẳng này như thế nào? Mặt phẳng này có vectơ phát tiến sẽ là gì? Hữu hướng của vectơ chia phương AB và gì? Vectơ Y. Chúng ta lưu ý này. Trục OX nó có vectơ chỉ phương này, trục OX này nó có vectơ chỉ phương này. có vectơ chỉ phương là y, nghe chưa? Sẽ bàn gì? Y chính là vectơ chỉ phương, đó chính là 1 1 0 0, nhớ chưa? 1 0 0, nhớ chưa? Y là 1 0 0, ri là 0 1 0 1 0, còn k là vectơ chỉ phương, k là chính là 0 0 1, nhớ chưa? Thì và chúng ta nhớ luôn nè, n alpha đó, do là alpha nó đi, giả sử mặt phẳng là chính là phẳng alpha đi, do alpha nó qua hai điểm AB và nó sang song với trục cuối, do đó thì n alpha chính là bàn hữu hướng của hai vectơ là AB này và vectơ Y. Rồi chúng ta tính về dùm vectơ AB luôn nè, vectơ chỉ phương AB thì nó bàn lấy hoành B trừ hoành A là 0 trừ 1 chính là -1 nè, 2 trừ 1 chính là bằng 1 nè, 1 trừ 1 là bằng 2. Vậy hữu hướng của AB với Y là bằng gì đây? Chúng ta dùng máy tính bấm cho nhanh. Mút tóm 1 1 thì vectơ AB chúng ta bấm là -1 nè, 1 2 xếp 5 1 2 1. Vectơ Y chúng ta bấm là 1 0 0, bấm AC, bấm xếp 53 nhân xếp 54 thì chúng ta có là 0 2 trừ 1, và nó bằng 0 2 trừ 1, nghe chưa? 0 2 trừ 1, vectơ pháp tuyến mặt phẳng alpha là 0 2 trừ 1, được không? Vậy lúc này cái mặt phẳng alpha chúng ta viết là chúng ta phải cần có này, thứ nhất là điểm đi qua, điểm đi qua là điểm A hoặc điểm B, ở đây thầy chọn điểm A đi. Mặt phẳng alpha đi qua điểm A tọa độ là 1 1 trừ 1. Và thứ hai là có vectơ pháp tuyến, vectơ pháp tuyến là n alpha chúng ta vừa tính xong là 0 2 trừ 1. Vậy suy ra alpha, phương trình alpha sẽ là 0 này, x trừ đi cho hoành độ điểm A là trừ cho 1, cộng cho 2 này, nhân cho y trừ tung độ điểm A chính là bằng -1 luôn, -1, thấy chưa? Rồi tiếp tục là trừ cho 1 nhân giấy trừ cao độ của A chính là trừ cho -1 thành +1 bằng 0. Chúng ta thu gọn trình này được là gì đây? Chỗ này bằng 0 bỏ đi, còn 2y này, chỗ này là trừ giấy, chỗ này là -2, đúng không? -2 trừ 1 là -3. Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm chính là 2y trừ giấy trừ 3 bằng 0. Và chúng ta chọn đáp án D cho câu 13. 13 chọn D, nghe chưa? Tiếp theo là câu 14. Nếu tích phân từ 1 đến 3 của fx dx bằng 2, tích phân từ -1 đến 3 của fx dx bằng -1, thì tích phân từ -1 đến 1 của 3 lần fx cộng 2 dx bằng bao nhiêu? Thì cái này chúng ta phải lưu ý này, cận này nó khác nhau đúng không? 1 đến 3 là -1 đến 3, cái này -1 đến 1. Thì ở đây thầy đạt này, thầy đạt hay là giả sử đi, giả sử f lớn x là nguyên hòm của f nhỏ x, được chưa? Thì lúc này chúng ta có tích phân từ 1 đến 3 của fx dx, nó sẽ bằng là nguyên hòm của fx, f nhỏ x là chúng ta ghi là f lớn này, đúng không? F lớn x, đúng không? Cận chạy từ 1 đến 3 này, và nó bằng gì đây? F3, đúng không? Cận trên F3 này, cận dưới là 1, F3 trừ F1. Và cái này đề cho là bao nhiêu? Đề cho bằng 2 rồi, được chưa? Chỗ này rất là quan trọng nha. Vậy là F3 trừ F1 bằng 2. Rồi tiếp tục tích phân từ -1 đến 3 của fx dx bằng -1, đúng không? Tích phân từ -1 này đến 3 này của fx dx thì bằng gì đây? Nguyên hòm của nó là f lớn x này, cận từ -1 đến gì? Đến 3. Thế cận trên vào được f3 này, cận dưới vào được f của -1. Cái này đề cho bằng -1, nghe chưa? Hai cái này rất cực kỳ quan trọng luôn. Chúng ta thấy là f3 chưa? Chúng ta trừ nhau sẽ mắc f3, thấy không? Sẽ ló được về đây. F gì? F -1, thấy không? F1, thấy không? Rõ ràng chưa? Đó. Thì chỗ này chúng ta lưu ý này, Cái này đó là khi mà chúng ta lấy nguyên hòm là được F lớn x nè, sẽ được là F1 trừ F1 trừ cho F trừ 1 đúng không? Từ đây thầy suy ra nè, F1 mà trừ cho F trừ 1 là bằng bao nhiêu? F1 mà trừ cho F trừ 1 nó sẽ bằng gì? F1 đúng không? F1 đây trừ F trừ 1 thì chúng ta lấy phương trình dưới trừ phương trình trên đúng không? F3 trừ 3 mắc nè, F trừ 1 mà trừ cho F1 chính là bạn F1 trừ cho F trừ 1. Và F1 trừ F trừ 1 chính là bằng gì đây? Bằng trừ 3 được không? Bằng trừ 3 nghe chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta tính cái tích phân này. F tích phân chạy từ 1 đến trừ 1 đến 1 nghe chưa? Tích phân chạy từ trừ 1 đến 1 của 3 Fx. Câu này không cẩn thận là khó nghe chưa? Câu này là khó đó. Tất cả dx này sẽ bằng gì đây? Tách làm hai tích phân ra ngoài ra, tách làm hai tích phân là bằng 3 lần này tích phân từ trừ 1 đến 1 của fx dx cộng cho 2 lần tích phân từ trừ 1 đến 1 của dx sẽ bằng 3 lần tích phân từ trừ 1 đến 1 dx của đến 1 fx dx. Thì chúng ta lấy nguyên hòm của fx là bằng gì đây? F lớn gì? Lớn x cận chạy từ trừ 1 đến gì? Đến 1. Còn chỗ này chúng ta tính được là rất là nhanh thôi. Tính máy cho nhanh. 2 lần tích phân này từ trừ 1 đến 1 của 1 đúng không? Thì nó bằng là 4. Được chưa? Bằng 4. Cái này bằng 4 nha. Chỗ này bằng 4 nè. Cộng cho 4 này. Cái này chính là bằng gì đây? Cái này chính là bằng chúng ta thế 1 vào là được 3 lần này nhân cho F1 trừ cho F trừ 1 đúng không? Cộng cho 4. Chúng ta lên đây đi. Chỗ này nhớ này, 3 lần F1 trừ F trừ 1 là bằng mấy đâu? Vừa tính sang là trừ mấy? Trừ 3. Vậy là 3 nhân cho trừ gì? Trừ 3. Chỗ này cộng cho 4 nữa. Vậy là trừ 9 cộng 4 là còn 5, còn trừ 5. Được chưa? Nhớ không? Cái này là chính là bằng 3 lần fx lớn x cận chạy từ là 1 đến trừ 1 thì chúng ta thế vào là f 3 lần f1 trừ f của trừ 1 cộng cho 4. Mà f1 trừ f trừ 1 là bằng trừ 3 rồi. Vậy thì 3 nhân trừ 3 cộng 4 là bằng trừ 5. Vậy câu 14 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Câu này khó nghe chưa? Hơi khó. Tiếp theo là câu 15. Cho số phức giấy m bình phương, bạn m bình phương trừ 3m cộng 3 cộng cho m trừ 2 tất cả nhân y với m thuộc r nghe chưa? R giá trị của biểu thức phê bàn giấy mũ 2016 cộng 2 lần giấy mũ 2017 cộng 3 lần giấy mũ 2018, biết giấy là một số thật. Nhớ chưa? Giấy là số thật. Chúng ta lưu ý này. Giấy bằng a cộng bi. Nếu giấy là số thật, giấy là số thật thì sau đây số thật có nghĩa là nó còn có phần nào? Phần thật. Còn phần ổ bằng không, có nghĩa là số thật thì phần nào bằng không? Phần ổ sẽ bằng không, nghĩa là b bằng không. Nhớ chưa? Vậy thì giấy bằng m bình phương trừ 3m cộng 2 cộng cho m trừ 2 tất cả nhân y là số thật khi nào? Khi các phần ổ bằng không, nghĩa là m trừ 2 bằng không. Vậy chúng ta trình bày này, giấy là số thật, giấy là số thật nha, giấy là số thật. Thì suy ra m trừ cho 2 nó phải bằng 0. Mà m trừ 2 bằng 0 thì m bằng 2. Được chưa? Mà m bằng 2 thì lúc này giấy sẽ được tính, sẽ thay m bằng 2 vào đây. Thì chúng ta thấy là 2 bình phương đúng không? Này bằng 0 do mà trừ 2, mà bằng 2 cái này bằng 0 rồi. 2 bình phương trừ 3 nhân 2 cộng 3. Trừ 2 nhân 3 cộng cho 3. 2 bình phương là 4, 4 3 là 7, 7 trừ cho 7 trừ 6 là còn 1, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta thay giấy vào phê là sao? Vậy lúc này phê sẽ bằng gì? 1 mũ 2016 cộng 2 nhân 1 mũ 2017 cộng 3 nhân cho một mũ 2018. Một mũ 2016 chính là bằng 1. 2 nhân 1 mũ 2017, 1 mũ 2017 cũng bằng 1 luôn nha, cộng cho 2. 1 mũ 2018 cũng bằng 1, do đó cộng cho 3. 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6. Vậy phê bằng 6. Câu 15 chọn đáp án C. Tiếp theo là câu 16. Cho hàm số fx có độ hàm liên tục trên đoạn là 0,2, f0 bằng 5, f2 bằng 2. Giá trị của tích phân y bằng tích phân chạy từ 0 đến 2 của f' x dx. Thì chúng ta tính tích phân này thôi. Y bằng gì đây? Tích phân chạy từ 0 đến 2 của f' x dx. Vậy thì nguyên hàm của nó chính là nguyên hàm của f' x chính là fx. Cận chạy từ 0 đến 2 sẽ bằng f gì đây? F2 trừ cho f0. Lưu ý là thế cận trên trước nha, cận dưới sau. Vậy là f2 đề cho là bao nhiêu? Là 2. Đúng không? F0 đề cho bằng 5. Vậy là 2 trừ 5 thì bằng trừ 3. Vậy câu 16 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Rất đơn giản đúng không? Tiếp theo là câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ OIRK cho hai điểm AB thỏa mãn vector OA nha, vector OA đây là vector OB nha. Vector OA là bằng 2 lần vector A trừ vector Y cộng vector K, và vector OB là bằng vector Y cộng vector Y trừ 3 lần vector K. Tọa độ trung điểm M của đoạn AB. Chúng ta lưu ý vector Y là bằng 100, vector Y là 010, vector K là 001, nhớ chưa? Vậy chúng ta có là OA vector sẽ bằng 2 lần vector Y. Vector Y thì chúng ta thay là 100 trừ vector Y thì chúng ta thay tọa độ là 010, cộng vector K thì chúng ta thay là 001. Vậy thì chúng ta cộng đây này, 2 nhân 1 là 2, cái này không rồi. Vậy thì nó sẽ là 2 nè. Chỗ này 2 nhân 0 là 0, đây là 0 rồi, đây là trừ 1 đúng không? Chỗ đây 2 nhân 0 là 0 nè, chỗ này là trừ 1 nè, chỗ này là 0 rồi. Vậy là 2 trừ 1. Cái này là 2 nhân 0 là 0, cái này là 0, cái này là bằng 1 nha. Vậy thì cái OA vector bằng 2 trừ 1, 1 thì điểm A sẽ bằng là bao nhiêu? Điểm A sẽ là 2 trừ 1, 1. Tiếp tục vector OB. Vector OB thì chúng ta thay A chính là 1, 0, 0 này. R là 010 nha, 010. Còn K là thay bằng 001 thì trừ 3 lần của 001. Chỗ này hoành chính là 1 này đúng không? Còn này không, này bằng 0 rồi, hoành là 1 này. Còn tung chỗ này là 0, chỗ này là bằng 1, chỗ này là bằng 0 rồi. Còn câu chỗ này bằng 0, chỗ này bằng 0, chỗ này bằng gì? Trừ 3. Vậy thì điểm B tọa độ sẽ là gì? 1 trừ 3. Mà M trung điểm của đoạn AB thì chúng ta lại lấy hoành A cộng hoành B chia đôi này, tung B cộng tung A chia đôi và câu A cộng câu B chia đôi thôi. Vậy tọa độ điểm M sẽ là lấy 1 cộng 2 chia cho 2 là bằng 3/2. Tiếp tục lấy 1 cộng trừ 1 là bằng 0, 0 chia 2 bằng 0 thôi. Trừ 3 cộng 1 là bằng trừ 2, chia 2 là bằng trừ 1. Và điểm M tọa độ là 3/2 0 trừ 1. Và chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. 17 chọn B nha. Tiếp theo là câu 18. Đạt x là diện tích hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng trừ x bình phương cộng 2x và đường thẳng y bằng mx với m nhỏ hơn 0. Với giá trị nào của m để x bằng 9/2? Thì câu này chúng ta đầu tiên chúng ta phải tìm cận được chưa? Đúng không? Cận chạy của tích phân thì chúng ta lập phương trình hoành độ vô điểm. phương trình hoành độ giao điểm này của cái đồ thầy hàm số a bằng trừ x bình cộng 2x với đường thẳng a bằng mx trừ x bình phương này cộng cho 2x trừ cho mx, đúng không? Thì bằng mx đi, bằng mx tương đương với trừ x bình phương này cộng 2x trừ mx bằng 0, tương đương là chỗ này chúng ta ghi là trừ x bình phương này, chỗ này sẽ là cái này sẽ là cộng cho 2 trừ m tất cả nhân x bằng 0. Chúng ta đạt nhân tử chung chưa? Đạt x ra ngoài, trừ x ra ngoài đi, trừ x ra ngoài thì ở trong là còn x, x gì đây? Đặt x ra ngoài đi, x ra ngoài cho tiện đi, x ra ngoài ở trong là còn trừ x cộng cho 2 trừ cho m bằng 0. Thì cái này chúng ta giải được là nghiệm thứ nhất là x bằng 0 này, nghiệm thứ hai là trừ x cộng 2m trừ m bằng 0, thì chúng ta chuyển trừ x sang bên phải thì chúng ta được là x sẽ bằng 2 trừ m. Được chưa? X bằng 2 trừ m nghe chưa? Mà ở đây đề lưu ý đề cho lại m âm, đúng không? M âm thì 2 trừ m nó sẽ là gì? Sẽ lớn hơn 0, đúng không? Đúng không? Vậy 2 trừ m nó phải lớn hơn 0 rồi. Do đó thì chúng ta ghi tích phân nó gì đây? X sẽ bằng hình phản này, diện tích hình phản sẽ bằng gì? Tích phân chạy từ đâu? Từ 0 đến 2 trừ m, nghe chưa? Do là m âm thì 2 trừ m nó sẽ lớn hơn 0, chắc chắn luôn. Bên trong thì chúng ta ghi gì đây? Bên trong chúng ta ghi cái chỗ là phương trình hoành độ vô điểm á, là cái này này, được chưa? Là cái này này, chính là trừ gì? X bình phương cộng 2x trừ cho mx trừ tuyệt đối nhân cho dx, mà đề cho là bằng tìm mà dx, x bằng 9/2, đúng không? Nghĩa là diện tích hình phản bằng 9/2 đó. Thì cái này chúng ta dùng C là C thôi, chúng ta can là xong. Chúng ta nhập vào máy tính này chưa? Rồi chúng ta nhập vào máy tính này. Rồi chúng ta nhập vào máy tính. Thứ nhất chúng ta nhập là biểu thức của chúng ta là tích phân chạy từ 0 này đến 2 trừ cho m, nghe chưa? Bên trong ta ghi tuyệt đối này của trừ x bình phương cộng cho 2x trừ cho m nhân x, rồi chúng ta C là C, x chúng ta bỏ qua, nghe chưa? Còn m thì chúng ta thay từng giá trị 1, đáp án A thay bằng -3, kết quả nó bằng 125/6, mà kết quả của đề là bao nhiêu? 9/2, đúng không? 9/2 phải sai chưa? Mình loại đi, loại đáp án A này. Tiếp tục đáp án B thì chúng ta C là C, x bỏ qua, nghe chưa? M thay bằng -2 thì nó bằng 32/3, cũng sai luôn, loại luôn. Đáp án C chúng ta thay M bằng -1 thì nó bằng 9/2, thấy chưa? M bằng -1 thì bằng 9/2. Vậy thì chúng ta chọn đáp án C, 18 chọn C, nghe chưa? Tiếp theo là câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ OX, YZ, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M. Tọa độ là 2-1,3 trên trục OZ. Thì câu này cũng đơn giản thôi. M mà chiếu trên trục OZ nha. M chiếu trên trục OZ, đúng không? Hình chiếu của M trên trục OZ thì cái hình chiếu đó gọi H này. Gọi H là hình chiếu của điểm M trên trục OZ. Thì tọa độ điểm H sẽ là như sau: chiếu trên trục nào thì còn cái giá trị trục đó. Chiếu trên trục nào thì có nghĩa là chiếu trục OZ, có nghĩa là x y bằng 0, có nghĩa là 0 này, 0 này, có nghĩa là hoành bằng 0, tung bằng 0. Chiếu trên trục OZ thì hoành bằng 0, tung bằng 0. Vậy nó còn gì? Còn câu độ thôi, là còn gì? Còn 3, nhớ chưa? Vậy thì câu 19 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Chiếu trên trục ô giấy có nghĩa là XA bằng 0. Vậy thì XA bằng 0 thì còn là cái điểm đó chính là 003. Hoặc người ta hỏi là chiếu trên trục ô X thì chúng ta trả lời là 200. Còn chiếu trên trục ô Y thì chúng ta trả lời là 0-10. Tiếp theo là câu 20. Câu 20. Câu 20. Cho H là hình tam giác giới hạn bởi đồ thị hàm số A bằng x-1 trục OX. Trục OX nghĩa là y bằng 0 đó. Và đường thẳng x bằng m lớn hơn 1. M lớn hơn 1 này. Đạt V là thể tích khối nón tròn xoay tạo thành khi quay H quanh trục OX. Giá trị nào của M để V bằng B/3? Thì câu này đầu tiên chúng ta phải tìm cận. Chúng ta lập phương trình hoành độ giao điểm của cái đồ thị hàm số A bằng x-1 và trục hoành. Và chúng ta cho là x-1 bằng 0, trục hoành là OX, OX là y bằng 0, x bằng 1. Và chúng ta lưu ý này, chúng ta có cái đường thẳng x bằng M mà đề cho M lớn hơn 1. M lớn hơn 1 nghĩa là x lớn hơn 1, đúng không? Vậy thì M nó sẽ lớn hơn 1, đúng chưa? Vậy thì giới hạn cái chỗ đây là chúng ta ghi là V bằng gì? Trục OX này không? V OX sẽ bằng pi lần tích phân từ đâu? Tích phân từ từ phân gây này của x trừ 1 tất cả bình phương dx cái đó này. Vậy thì chúng ta lưu ý này, cận chạy từ đâu? Từ 1 đến đâu? Đến M, nghe chưa? Lưu ý nghe chưa? Do là M lớn hơn 1 rồi, cận chạy từ 1 đến M. Chứ không là M đến 1 là sai, nghe chưa? Cận chạy từ 1 đến M thì do là M lớn hơn 1. Do đó thì 1 nó nhỏ hơn M. Vậy 1 đứng trước, đúng không? M đứng sau. M là chính là cận trên, 1 chính là cận dưới. Và cái này thì nó cho V bằng B/3. Sau đó chúng ta dùng phương pháp CALC cho từng đáp án một. Đáp án A này và đáp án B, đáp án C, đáp án D. Bây giờ chúng ta nhập vào máy tính. Pi lần tích phân từ 1 đến M. Bên trong ta ghi là x trừ 1 tất cả bình phương. Sau đó chúng ta CLC này, x bỏ qua nghe chưa? M chúng ta đáp án A là M bằng 2. M bằng 2 này. Thì bằng B/3, rất là ma máng đúng không? M bằng 2 đúng bằng B/3 luôn chưa? M bằng 2 đúng bằng B/3 luôn. Vậy thì câu 20 chúng ta chọn đáp án đúng chính là đáp án A nghe chưa? Tiếp theo là câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho điểm M tọa độ là 0, 0, 2 và đường thẳng delta có phương trình chính tác là x + 3/4 bằng y - 1/3 bằng z - 2/1. Phương trình mặt phẳng phê đi qua M và vuông góc của delta. Mặt phẳng phê đi qua M vuông của delta. Để viết phương trình mặt phẳng phê thì chúng ta cần biết điểm đi qua và vectơ pháp tuyến. Mà ở đây thì phê vuông góc với delta thì n phê sẽ bằng u delta, được không? Chúng ta có sơ đồ này, phê này đi qua đâu? Qua điểm M đề cho rồi, điểm M tọa độ là 0, 0, 2. Và thứ hai là n phê nó sẽ bằng u delta. U delta là bao nhiêu? 4, 3, 4, 3, 1, được chưa? 4, 3, 1. N phê bằng u delta vì lý do là phê nó vuông góc với delta, nhớ chưa? Vì lúc này phương trình mặt phẳng phê sẽ là 4 này, x trừ 0 đúng không? Cộng cho 3 này, y trừ cho 0, cộng cho 1, nhân cho z trừ cho -2 là cộng 2, được không? Bằng 0. Chúng ta thu gọn lại này. Vậy phê sẽ là 4x, chỗ này sẽ là cộng cho 3y, chỗ này sẽ là cộng cho z, chỗ này nhân vào là được là cộng cho 2 nha, chỗ này số 2 á, cộng cho 2 bằng 0. Vậy thì Câu 21 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đó nào? 4x cộng 3y cộng z cộng 2 bằng 0. Đáp án B anh ra, 21 chọn B. Tiếp theo là câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ OX, YZ cho hai vector. Vector A có tọa độ là -2, 1, 2. Vector B có tọa độ là 1, -1, 0. Số đo của góc giữa hai vector A và B. Thì chúng ta nhớ công thức này. Cos của hai vector AB sẽ bằng tích vô hướng chia tích mô đun. Nhớ chưa? Đó, tích vô hướng chia tích mô đun. Lưu ý là trên tử không có tuyệt đối nha. Bởi vì vector thì không có tuyệt đối. Lưu ý chứ không sai cái này nè. Hai vector nhân nhau, tích vô hướng nhân nhau thì chúng ta lấy hoành nhân hoành, cộng tung nhân tung, cộng câu nhân câu, vậy là -2 nhân 1 chính là bằng -2. Rồi 1 nhân với -1 chính là bằng -1. 2 nhân 0 là 0, khỏi ghi. Lưu ý nghe chưa? Lưu ý là không có tuyệt đối nha, tuyệt đối là sai đó. Mô đun vector A là bằng căn của -2 bình, -2 tất cả bình phương cộng 1 bình phương cộng 2 bình phương là bằng căn mấy? Căn của 9. Mô đun vector B là bằng căn của 1 bình phương cộng cho -1 tất cả bình phương cộng 0 bình phương chính là bằng căn 2. Vậy tử là bằng -3, mẫu là căn 9 là 3 này nhân căn 2. Và nó bằng -1 phần căn 2. Tới đây thì chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm Shift code được chưa? Shift code của -1 phần căn 2 thì nó sẽ bằng là 3b chia 4. 3b chia 4 ta lấy 3 nhân cho 180, sau đó chia cho 4 là được 135 độ. Góc giữa hai vector A và B là bằng 135 độ nghe chưa? Bằng 135 độ. Vậy câu 22 đó đúng ở đây chính là đáp án D. Tiếp theo là câu 23. Nguyên hàm của hàm số fx bằng 1 phần 2 trừ 3x bằng. Thì chúng ta nhớ là công thức là nguyên hàm của dx chia cho ax cộng b thì bằng 1 phần a. Logarithm tuyệt đối của ax cộng b tất cả cộng c. Vậy thì câu này chúng ta tính nguyên hàm của 1 phần 2 trừ 3x dx sẽ bằng a chính là -3, do đó là -1/3 này. Logarithm tuyệt đối của 2 trừ 3x cộng c. Vậy câu 23 đáp án đúng ở đây chính là đón đầu đáp án C. Tiếp theo là câu 24. 24 này. Câu 24. Biết tích phân từ 2 đến 4 của 1 phần 2x cộng 1 dx bằng m log 5 cộng n log 3 với mn thuộc R. Giá trị của thất P bằng m trừ n là. Thì chúng ta tính tích phân này. Tích phân từ 2 đến 4 này của dx chia cho 2x cộng 1 sẽ bằng 1 phần 2. Logarithm tuyệt đối của 2x cộng 1 cận chạy từ 2 đến 4 sẽ bằng 1 phần 2. Thế cận tranh trước nữa giờ. Cận tranh là 2 nhân 4 là 8, 8 1 là 9. Vậy logarithm của 9 này. Cận dưới là thế bằng 2 vào là 2 nhân 2 là 4, 1 là 5, log 5. Và nó sẽ bằng 1 phần 2. Logarithm của 9 là bằng 3 bình phương đúng không? Log 3 bình phương đúng không? Đưa xuống dưới là 3 lần log 3. Được chưa? Cộng cho 1 phần 2 logarithm của 5. Vậy chúng ta tính luôn này. Cái này xin lỗi là 2 lần. Thấy chưa? Logarithm của 9 là bằng gì đây? Logarithm của 3 bình phương. Đưa 2 xuống là thành gì đây? 2 logarithm của 3 nghe chưa? Chú ý nghe chưa? Phải rút gọn cho con 2 đi. Do cái này nó ghi mà log 5 thì đi ngược lại chưa? Ngược lại là 1 phần 2 này. Log gì? Log 5. Rút gọn 2 với 2 là còn gì đây? Log 3. Được không? Vậy thì lúc này chúng ta xử lý này. Lưu ý cái này dấu trừ nữa nha. Cận trên trừ cận giới này trừ xin lỗi, trừ này. Trừ nữa nha. Chỗ này dấu trừ xin lỗi. Chỗ này dấu trừ nữa nha. Đó là dấu cộng đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta thấy này. Chúng ta so sánh này mà log 5 với mà log 5 cộng là log 3 với 1 - 1/2 log 5 cộng log 3. Vậy thì chúng ta suy ra đây. Suy ra m sẽ bằng gì đây? M sẽ bằng -1/2. Còn n bằng mấy? N bằng gì? Bằng 1. Phải không? Đúng chưa? Vậy lúc này p sẽ bằng m trừ n. Chính là bằng -1/2 trừ cho 1 là bằng -3/2. Vậy thì câu số 24 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nha. 24 chọn A. Tiếp theo là câu 25. Trong không gian OXYZ viết phương trình mặt cầu tâm Y tọa độ là -1, 0, 1 và các mặt phẳng có phương trình là x + 2y + 2z + 17 bằng 0 theo vô tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 16 pi. Thì người ta yêu cầu là viết phương trình mặt cầu đúng không, mà có tâm rồi mà cho cái chu vi cái vô tuyến là đường tròn vô tuyến có chu vi là 16 pi đúng không, thì tính được r nhỏ đúng không, tính r nhỏ này. Rồi chúng ta tính khoảng cách từ tâm A đến mặt phẳng. Sau đó chúng ta tính được R lớn đúng không? Được chưa? Đầu tiên này chúng ta có này. Ta có C bằng 2πr. Chu vi đường tròn này 2πr thì bằng luôn 16 pi. Từ đây chúng ta rút gọn pi bỏ đi. Thì còn 2r bằng 16 thì r bằng mấy? R bằng 8. Dạ, bán kính đường tròn là R bằng 8. Chúng ta nhớ công thức này, R bình phương thì bằng gì đây? R lớn bình phương bằng R nhỏ bình phương. R lớn là bán kính mặt cầu, R nhỏ là bán kính đường tròn. Cộng cho bình phương, R lớn bình phương bằng R nhỏ bình phương cộng cho khoảng cách từ bình phương khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng P, giả sử đến mặt phẳng P nghe chưa? Đến mặt phẳng P nữa. Vậy thì chúng ta cần tính như đây, đi tính khoảng cách từ y đến mặt phẳng P, được không? Rồi khoảng cách này, khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng P sẽ bằng, dùng máy tính cho nhanh nha. Cái mặt phẳng này chúng ta gọi là mặt phẳng P nha, cho dễ chịu nha. Phẳng P này đó, cho dễ tính. Thì chúng ta ghi là trị tuyệt đối, tử là chúng ta ghi là trị tuyệt đối này, chia cho căn đúng không? Rồi tử chúng ta ghi là x cộng cho 2y cộng cho 2z thì chúng ta thay chữ z bằng chữ m nghe chưa? Cộng 2m cộng cho 17. Chữ mẫu là căn của 1 bình cộng 2 bình cộng cho 2 bình là căn của 9 á. C là c này, tâm của nó là -1, 0, 1 thì chúng ta thay là x bằng -1 này, y bằng 0 này, z bằng 1 là bằng 6 nghe chưa? Bằng 6. Khoảng cách từ A đến P bằng 6. Nhớ chưa? A đến P bằng 6. Đây cực kỳ quan trọng bây giờ. Chúng ta rót vào bây giờ. Rót vào thì chúng ta được là R ở sẽ bằng K/2 của gì đây? K/2 của R bình đúng không? R bình là 8 bình này. Cộng cho khoảng cách từ A đến P đúng không? Là 6 mà cộng cho 7 cộng cho 6 bình nghe chưa? Cộng cho 6 bình. 8 bình là 64. 64 với cái này 36 là 100. K/100 là bằng 10 nghe chưa? Phải có rồi 10 rồi. Hãy hoàn toàn biết được phương trình mặt cầu có tâm đúng không? Vậy mặt cầu ấy có tâm là gì đây? Tâm y của chúng ta là -1, 0, 1. Bán kính R là bằng gì đây? Bằng 10. Vậy thì phương trình mặt cầu ấy sẽ là x trừ đi cho -1 thành +1 bình phương lên. Cộng y -0 tất cả bình phương cộng z -1 tất cả bình phương. Và nó bằng 10 bình phương là 100. Cái này chính là x cộng 1 tất cả bình phương cộng cho y bình phương cộng z -1 tất cả bình phương bằng 100. Vậy câu 25 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án nào? 25 chính là đáp án B đúng không? Đáp án B. Đó. Tiếp theo là câu 26. Mặt phẳng đi qua hai điểm A, tọa độ là 1,2 mẫu, B tọa độ là 0,2 mẫu, và song song với mặt phẳng OXA có phương trình là mặt phẳng, giả sử đây mặt phẳng alpha đi, chúng ta gọi mặt phẳng alpha đi thì dễ trình bày được chưa? Thì mặt phẳng alpha mà song song mặt phẳng OXA thì nó có beta phát tiến của nó sẽ là n alpha sẽ là 0,01, được chưa? Bởi beta phát tiến của thằng OXA là bằng beta nào? Bằng beta k là 0,01. Mặt phẳng này OXA có vector phát tiến là vector k đó là 0,01, nhớ chưa? Vậy thì mặt phẳng alpha này nó song song với OXA thì suy ra n alpha sẽ bằng gì? Vector k bằng 0,01, được chưa? Rồi mặt khớp thì alpha đi qua điểm nào? Qua điểm A hoặc điểm B. Mặt khớp alpha đi qua điểm A tọa độ là 1,2 mẫu thì suy ra phương trình mặt phẳng alpha sẽ là chỗ này 0,0,0 bỏ đi còn 1 đúng không, nhân cho z trừ cho 1 bằng 0, thì có nghĩa là chúng ta thu gọn lại là z trừ 1 bằng 0, nghe chưa? Z trừ 1 bằng 0 có nghĩa là chúng ta nhân thêm một trừ 1 cũng chưa thấy đúng không, nhân thêm trừ 1 nữa là ra gì đây? Trừ z cộng 1 bằng 0, chính là đáp án nào? Đáp án D. 26 chọn D. Tiếp theo là câu 27. Cho fx là hàm số lẻ nha, hàm số lẻ và liên tục trên R. Khi đó giá trị tích phân từ trừ 1 đến 1 của fx x là bao nhiêu? Chúng ta chú ý này. Nếu chúng ta có tích phân từ trừ A đến A của fx dx, nếu fx là hàm số lẻ, nghe chưa? Thì chắc chắn tích phân từ trừ A đến A của fx dx nó sẽ bằng 0, nghe chưa? Vậy thì người ta cho là fx là hàm số lẻ thì chắc chắn tích phân từ trừ 1 đến 1 của fx dx sẽ là bằng 0. Vậy thì câu 27 đáp án đúng này chính là đáp án A, nghe chưa? Chỉ cần nhớ cái này là xong. Tiếp theo là câu 28. Câu 28 này. Cho tích phân y bằng tích phân chạy từ 0 đến 3 của hàm số fx dx bằng 15. Giá trị tích phân y bằng cận chạy từ 0 đến 1 của f3x dx là. Chúng ta lưu ý tích phân thì không phụ thuộc vào biến, nghe chưa? Ở đây thầy sẽ dùng phương pháp chọn hòm. Vậy chúng ta chọn hòm này, fx sẽ là bằng tích phân từ 0 đến 3 fx dx bằng 15, thì thầy chọn hòm này, fx sẽ là 15 chia cho 3 trừ 0. 15 chia 3 là bằng 5. fx bằng 5 thì f3x cũng bằng 5. Do đó tích phân y này, y bằng tích phân từ 0 đến 1 của f3x dx sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của 5 dx. Rồi tính máy luôn bây giờ, tích phân từ 0 đến 1 này của 5 thì nó bằng 5 luôn. Vậy câu 28 chúng ta chọn đáp án C, được chưa? Tiếp theo là câu 29. Cho số phức z bằng A cộng BI thỏa mãn 2z cộng cho 1 trừ y tất cả nhân cho z trừ chính là số phức liên hợp của số phức z bằng 9 trừ 5 y. Người ta hỏi là tổng A cộng B bằng bao nhiêu? Thì để tính được tổng A cộng B thì chúng ta phải giải phương trình này. Thì chúng ta có này, z bằng gì đây? A cộng BI thì chúng ta suy ra z trừ sẽ bằng z ngon á, chính là số phức liên hợp á, sẽ bằng A trừ cho BI, nghe chưa? Vậy thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương gì đây? 2 Giác thay bằng A cộng cho BI cộng cho 1 trừ cho Y. Giác trừ thay bằng A trừ cho BI nghe chưa? Bằng 9 trừ cho 5Y. Này sẽ tương đương. Chỗ này có 2A chưa? 2A có 1A làm 3 chưa? Chỗ này 1 nhân A là A, chỗ này 2A là 3A này chưa? Chỗ này sẽ là 3A. Chỗ này nhân vào là 2BI này, chỗ này chúng ta lưu ý này. 1 nhân A là cái này làm. Chỗ này là 1 trừ BI đúng không? Cái này là cái này có này, là trừ A đúng không? Trừ A nhân với trừ BI là cộng BI bình phương đúng không? Mà y bình phương bằng trừ 1 cho đó chúng ta thi cái bằng trừ gì? Trừ B. Được chưa? Cộng BI bình phương chính là bằng trừ B. Vậy chỗ này phần thật của nó là 3A trừ B này. Cộng như đây. Chỗ này nhân vào là 2BI nghe chưa? 2BI. Chỗ này nhân vào là được là cộng BI này, cộng chỗ này nhân vào là 1 nhân trừ BI là trừ BI nữa. Là chỗ này nó còn là BI đúng không? 2BI mà trừ BI là còn BI này, BI. Rồi chỗ này tính này. Trừ y đúng không? Nhân A là trừ AI đúng không? Rồi trừ cho AI này. Vậy chúng ta đạt nhân thức chung là B trừ gì? B trừ A tất cả nhân Y. Được không? Rồi xong rồi đó. Bên phải là gì đây? Bên phải là 9 trừ cho 5 Y. Rồi chúng ta giải cái hệ thôi. Chúng ta cho này áp dụng tính chất hai số phức bằng nhau thì chúng ta cho phần thật bằng phần thật, phần ảo về phần ảo này đúng không? Phần thật là gì đây? Phần thật chính là phần thật ở bên trái chính là 3A trừ B. Phần thật này chính là 9 này đúng không? Chỗ này là phần ảo bằng phần ảo nghĩa là B trừ A bằng trừ 5. Rồi chúng ta ghi chỗ này là 3A này trừ cho B bằng 9 này. Chỗ này chúng ta ghi trừ A nghe chưa? Trừ A cộng B bằng gì? Bằng trừ 5. Bấm máy là xong rồi. Mốt 51. Phương trình trên chúng ta bấm là 3 này trừ 1 9. Phương trình dưới chúng ta bấm là trừ 1 1 trừ 5. Thì ra là A bằng 2, B bằng trừ 3. Lúc này A cộng B sẽ bằng gì đây? 2 cộng cho trừ 3 là bằng trừ 1. Vậy câu 29 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. 29 chọn B nghe chưa? Tiếp theo là câu 30. Mặt phẳng phê đi qua 3 điểm. Điểm A tọa độ là 010, điểm B tọa độ là -2000, điểm C tọa độ là 003, phương trình mặt phẳng phê. Cái điểm này thì có hoành mà không có tung, không có câu. Điểm này là có hoành, điểm này là có tung, không có hoành, không có câu. Điểm B thì điểm A là có tung, không có hoành, không câu nghe chưa? Điểm B là có hoành không tung mà không câu. Điểm C là có câu mà không có hoành, không có tung. Thì chúng ta nhớ phương trình mặt phẳng theo đoạn chán này chưa? Chúng ta nhớ nè, mặt phẳng alpha nè, nó qua 3 điểm. Điểm A tọa độ là A00. Điểm B tọa độ là 0B0. Điểm C tọa độ là 00C. Thì phương trình mặt phẳng alpha sẽ được viết như sau theo đoạn chán này. Phương trình mặt phẳng alpha theo đoạn chán sẽ là x chia A này cộng y chia B cộng z chia cho C bằng 1, thấy không? Và phương trình của mình là sẽ là x trên mấy? X trên -2. X chia cho -2 này cộng cho y chia cho 1 cộng cho z chia cho 3 sẽ bằng 1. Chúng ta lấy quy đồng nghe chưa? Quy đồng -2 đem trên nghe chưa? Đem trừ trên này, quy đồng mẫu chung là 6 thì chúng ta nhân là thành -6 này, trừ cho 3x này, trừ 3x này chưa? Nhân cho 6 là cộng cho 6y này. Chỗ này nhân cho 2 này là cộng cho 2z này. Được chưa? Bằng mấy? Bằng 6. Vậy thì câu 30 đáp án đúng ở đây chính là đáp án này. Trừ 3x cộng 6y cộng 2z bằng 6, đáp án nào? Đáp án C. 30 chọn C nghe chưa? Tiếp theo là câu 31. Một chất điểm chuyển động trên trục OX với vận tốc thay đổi theo thời gian VT bằng 3t bình phương trừ 6t, đơn vị là mét/giây. Quãng đường trắc điểm đó đi được từ thời điểm T1 bằng 0 đến T2 bằng 4 giây là thì quãng đường sẽ bằng gì? Nguyên hồn của vận tốc, được chưa? Nhớ chưa? Quãng đường sẽ bằng nguyên hồn của vận tốc, nghĩa là bằng nguyên hồn của 3t bình phương trừ cho 6t dt, cận là chạy từ T1 đến T2, T1 là 0, T2 là bằng 4. Chúng ta bấm máy là xong. Rồi, chúng ta nhập vào máy tính này. Tích phân của chúng ta là 1 là chạy từ 0 đến 4 đúng không? Bên trong là chúng ta ghi là 3t bình phương, nghĩa là 3x bình phương trừ cho 6x, bấm bàn, kết quả bằng 16. Quãng đường bằng 16 nghe chưa? Vậy thì câu 31 đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. 31 chọn D nghe chưa? Tiếp theo là câu 32. Đề cho tích phân y từ 1 đến 5 của dx chia cho x nhân căn bậc 2 của 3x cộng 1 thì nó có kết quả là bằng a log n3 của 3 cộng b log n3 của 5, tính tổng a cộng b. Thầy giải cái bài tích phân này theo cách lập hệ phương trình. Thì chúng ta có được hệ phương trình là thứ nhất á, là log 3 này nhân a cộng cho log 5 nhân cho b. Giả sử thầy tính tích phân này thì lưu biến a lớn thì được là a lớn này, đó một phương trình. Phương trình thứ hai là a cộng b có thể bằng 1. Đáp án a bằng 1. Đáp án b thì bằng -1, đáp án c thì bằng 3, đáp án d là bằng 4. Bây giờ thầy sẽ giải tích phân từ 1 đến 5 của dx chia cho x nhân căn bậc 2 của 3x cộng 1. Cận từ 1 này đến 5 này, 1 chia cho x nhân cho căn bậc 2 của 3x cộng cho 1 này, ấn bàn. Sau đó chúng ta lưu kết quả này vào biến a lớn ra, xếp tô a lớn. Sau đó bấm mút nam 1. Phương trình đầu chúng ta ghi là log 3 này, log 5 alpha a lớn. Phương trình sau chúng ta ghi là 1 1. Đáp án a thì chúng ta cho là bằng 1 nha. Kết quả rất đẹp luôn là gì đây? Đáp án a thì chúng ta lưu ý này, đáp án a này, đáp án a chúng ta có kết quả là a bằng 2 đúng không? A bằng 2, còn b thì bằng -1, b thì bằng -1. Vậy lúc này a cộng b sẽ bằng 2 cộng cho -1 chính là bằng gì? Bằng 1. Vậy câu 32 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Tiếp theo là câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho mặt phẳng phê có phương trình là 3x cộng 4y cộng 2z cộng 4 bằng 0 và hai điểm AB. Điểm A tọa độ là 1 trừ 23, điểm B tọa độ là 1 1 2. Gọi D1 D2 lần lượt là khoảng cách từ A và B đến mặt phẳng phê trong các khẳng định sau. Khẳng định nào đúng? Thì chúng ta phải tính khoảng cách từ A đến phê, B đến phê. D1 chính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng phê này sẽ bằng. Chúng ta dùng máy tính cho nhanh nha. Bấm cái phần này, bấm phần này nha. Tử thì chúng ta ghi là tuyệt đối. Mặt phẳng phê là 3x cộng cho 4y cộng cho 2z thì z thầy thay bằng chữ m nghe chưa? Cộng 2m này, cộng cho 4 này. Dưới mẫu là căn của 3 bình cộng 4 bình cộng 2 bình. 3 bình này. Căn nghe chưa? Căn của 3 bình phương này cộng 4 bình phương cộng cho 2 bình phương nghe chưa? Sau đó chúng ta CA là C. Điểm A thì chúng ta thay là 1 trừ 2 3. Thì nó bằng là 5 căn 29 chia 29. Nó bằng 5 căn 29 chia 29 nha. Nó bằng là 5 căn 29 chia cho 29. D2 là bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P. Sẽ bằng điểm B thì chúng ta thay luôn. Điểm B thì x chúng ta thay bằng 1, a chúng ta thay bằng 1, còn z thay bằng z chính là m thay bằng 2 nha. Thì nó bằng là 15 căn 29 chia 29, bằng 15 căn 29 chia cho 29. Vậy thì D1 là 5 căn 29 chia 29, D2 là 15 căn 29 chia 29 thì chúng ta lấy này, ta thấy này, D2 nó gấp mấy lần? Gấp 3 lần D1. D2 bằng 3 lần D1. Thấy chưa? Vậy thì câu 33 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Yeah. Tiếp theo là câu 34. Cho 3 điểm A tọa độ là 2, cho 3 điểm A tọa độ là 2 - 1, 5, B tọa độ là 5 - 5, 7 và điểm M tọa độ là xy1. Với giá trị nào của xy thì ABM thẳng hàng. Thì chúng ta lưu ý là để 3 điểm A, B, M thẳng hàng thì vectơ chỉ phương hữu hướng của vectơ chỉ phương AM và vectơ AB phải bằng vectơ 0, được chưa? Và chúng ta phải tính vectơ AB trước này, vectơ AB. Vectơ AB thì chúng ta lấy hoành B trừ hoành A, tung B trừ tung A và câu B trừ câu A, và là 5 - 2 là còn 3 này. Trừ 5 trừ cho trừ 1 là còn trừ 4. Rồi 7 trừ cho 5 là còn 2. Được không? Thứ hai là vectơ AM. AM ta lấy x trừ cho 2 là x - 2 này. Được chưa? Rồi y trừ cho trừ 1 là y + 1. Rồi lấy 1 trừ cho 5 là còn trừ 4. Sau đó chúng ta tính AB hữu hướng của AM. Rồi chúng ta sắp tính này, sắp ra bây giờ AB với AM này thì chúng ta sắp ra này, sắp gì đây? Chúng ta sắp chỗ này, chúng ta sắp là x - 2 trước này, x - 2 y + 1 này, cái này trừ 4 này, còn AB là 3 đúng không? 3 - 4, 2 này. Tính đầu thì biệt gì đây? Biệt đầu, tính đầu biệt đầu này. Thì chúng ta lấy là y + 1 nhân cho 2 trừ cho trừ đúng không? Trừ cho trừ 4 này, nhân cho trừ 4, được chưa? Thì y + 1 nhân 2 chính là 2 y + 2 này. Chỗ này là thành trừ 3 dấu trừ thành dấu trừ đúng không? Trừ mười mấy, 16. Và nó bằng là 2y - 14, được chưa? Chính là bằng 2y - 14 nha. 2y - 14. Rồi tính giữa biệt giữa nha, biệt cái giữa lại đúng chưa? Còn gì đây? Biệt giữa là còn x - 2 trừ 4 với 32 đúng không? Tính giữa biệt giữa nha, đổ dấu nha, tính giữa biệt giữa đổ dấu. Và chúng ta gây dấu trừ trước này. Chúng ta lấy gì đây? Lấy là mấy? x - 2 nhân 2 đúng không? 2 lần x - 2, được chưa? Trừ cho 3 nhân cho trừ cho 3 này, nhân cho trừ 4. Dấu trừ đến giữa, dấu trừ trước rồi. Và đây là 2x chưa? 2x trừ cho 4 trừ cộng cho 12 đúng không? Thì nó bằng trừ này 2x cộng cho 8, đúng chưa? Và chỗ này chúng ta ghi là trừ 2x cộng 8. Rồi tiếp tục tính cuối biệt cuối. Thì còn như đây. Còn trừ 4 nhân x - 2 trừ 3 nhân y + 1. Và là cái này là ghi là trừ 4 này. Chỗ này đi. Biệt cuối ra là còn trừ 4 này, nhân x trừ cho 2 này, trừ cho 3 nhân cho y + 1. Trừ 4 nhân x - 2 là bằng trừ 4x + 8 này, trừ 3y - 3. Đúng không? Vậy là cái này sẽ là trừ 4x trừ cho 3y + 5. Sẽ là trừ 4x đúng không? Trừ 4x này, trừ 4x trừ 3y + 5. Trừ 3y + 5. 2y - 14 trừ trừ mã ngoặc 2x cộng 8 trừ 4x trừ 3y cộng 5, đúng không? Và bây giờ chúng ta lưu ý này, chúng ta lý luận này. 3 điểm A, B, M thẳng hàng khi và chỉ khi hữu hướng của vectơ AB với AM sẽ bằng vectơ 0. Nhớ chưa? Vectơ 0 chính là 0 0 0. Tọa độ là 0 0 nha. Vectơ 0 có tọa độ là 0 0 0. Và chúng ta cho gì đây? Cho gì? Cho 2y trừ 14 bằng 0, rồi là 2x cộng 8 bằng 0, rồi trừ 4x trừ 3y cộng 5 bằng 0 ta. Vậy là 2y trừ 14 bằng 0 này. Thứ hai là chúng ta cho là 2x cộng 8 bằng 0. Thứ ba là cho trừ 4x trừ 3y cộng 5 bằng 0. 2x cộng 8 bằng 0 thì x bằng trừ 4. 2y trừ 14 bằng 0 thì y bằng 7, không chưa? Và chúng ta thế vào đây. Thế vào thử nó có bằng 0 không? Thế vào trình thứ 3 nghe chưa? Trình thứ 3 chúng ta thay vào này. Chúng ta thay x bằng trừ 4 y bằng 7 vào là trừ 4 này nhân cho trừ 4, đúng không? Trừ 3 nhân cho 7. Chúng ta cộng cho 5 thì bằng 0 rồi. Và nó thỏa phương trình dưới chưa? Và đáp án ở đây chính là x bằng trừ 4 y bằng 7. Vậy thì câu 34 đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. 34 chọn D nghe chưa? Tiếp theo là câu 35. Câu 35 trong không gian với hệ trục tọa độ OX, YZ gọi D là giao tiến của hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là 2x trừ y cộng z cộng 2017 bằng 0 và x cộng y trừ z cộng 5 bằng 0, số đo góc giữa đường thẳng D và trục OZ bằng. Thì giờ chúng ta biết là giao mặt phẳng hai mặt phẳng alpha này, đúng không? Có mặt phẳng beta này. Trên alpha đây beta. Thì cái này chính là D chính là giao tiến này, thấy chưa? Đây chính là giao tiến, đúng không? Thì D chính là gì? Chính là nó gồm mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta, đúng chưa? D là gồm hợp hai mặt phẳng alpha và beta. Vì D là giao tiến của alpha và beta. Thì cái phương trình D nó có dạng tổng quát là gì đây? Sẽ là 2x này trừ cho y cộng z cộng 2017 bằng 0 và phương trình mặt phẳng beta là y x cộng y trừ z bằng x trừ y trừ z cộng 5 bằng 0, nhớ chưa? Thì vậy vectơ chỉ phương của UD nó sẽ bằng gì? N alpha hữu hướng với n beta, được không? Đó. Và bây giờ chúng ta tính n1 là 2 trừ 1, 1 là 2 này, trừ 1, 1 này. N2 là bằng gì đây? 1, 1 trừ 1, 1, 1 trừ 1 này. Vậy thì lúc này UD nó sẽ bằng gì đây? N1 hữu hướng với N2. Chúng ta dùng máy tính cho nhanh chưa? Mốt 8, 1, 1. N1 thì ghi là 2 này. Trừ 1, 1. Xếp 5, 1, 2, 1. N2 là ghi là 1, 1. Trừ 1. Xếp 5, 3. Nhân xếp 5, 4. Vậy là 0, 3, 3 nghe chưa? UD sẽ là 0, 3, 3. UD là 0, 3, 3 nghe chưa? UD là 0, 3, 3. Mà trục OZ thì nó có vectơ chỉ phương là gì đây? Trục OZ có vectơ chỉ phương là gì đây? Là gì? Là vectơ K, đúng không? Vectơ K là 0 0 1, nhớ chưa? Trục OZ chính là vectơ K 0 0 1. Vậy thì bây giờ chúng ta tính gì đây? Tính cos nghe chưa? Tính cos giữa đường thẳng D và trục OZ sẽ bằng UD nhân cho vectơ K tuyệt đối nha. Chia ra đây, chia cho căn của chia cho mô đun của U gì UD nhân cho mô đun của TK, được chưa? Tích vô hướng chia tích mô đun. UD ở đây bao nhiêu? UD ở đây là 033, TK là 001. Lấy hoành nhân hoành, cộng tung nhân tung, cạn coi nhân coi thì 0 nhân 0 là 0, 3 nhân 0 là 0, vậy 3 nhân 1 chính là 3. Tuyệt đối của 3 chính là 3 nghe chưa? UD như này. UD thì bằng căn bậc 2 của 0 bình cộng 3 bình cộng 3 bình. Nghĩa là bằng 9 cộng 9 đó. Còn mô đun của TK chính là 1, căn 1. Vậy là 3 này. 9 cộng 9 là bao nhiêu? Là 18. 18 là 9 nhân 2 là 3 căn 2. Được không? 3 căn 2 đúng không? 3 căn 2 rút gọn cho 3, tử mẫu cho 3 là 1 phần căn 2. Và chúng ta bấm xếp code của 1 phần căn 2. Xếp code 1 phần căn 2 thì nó bằng là B/4 chính là 45 độ. Vậy góc giữa D với trục ô giấy là bằng 45 độ nghe chưa? Câu 35, đáp án đúng là đáp án A. 35 chọn A. Tiếp theo là câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ O x y z cho mặt phẳng alpha 2x cộng 2y trừ z trừ 4 bằng 0 và đường thẳng D có phương trình là x trừ 2 chia 1 bằng y trừ 2 chia 2 bằng z cộng 2 chia trừ 1. Tam giác ABC có tọa độ điểm A là trừ 1, 2, 1 và điểm BC nằm trên alpha. Lưu ý là BC nằm trên alpha nghe chưa? Và G là và trọng tâm G của tam giác ABC đó nằm trên đường thẳng D. Trọng tâm G nằm trên D. Tọa độ trung điểm M của BC là điểm G thì nằm trên D đúng không? Vậy bây giờ chúng ta xử lý trước điểm G trước này. Chúng ta cho cái này bằng T được chưa? Và chúng ta có là phương trình tham số của nó sẽ là gì đây? Cho bằng T thì phương trình tham số sẽ là x bằng 2 cộng T, y sẽ bằng 2 cộng 2T, còn z sẽ bằng trừ 2 trừ T, được chưa? Vậy điểm G này. Điểm G tọa độ sẽ là 2 cộng T. Rồi 2 cộng cho 2T. Rồi gì nữa? Trừ 2 trừ T. Điểm G thuộc đâu? Thuộc đường thẳng D. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta phải giả sử điểm B, điểm C. Giả sử điểm B này. Giả sử điểm B tọa độ là x1, y1, z1. Điểm C tọa độ là x2, y2 và z2. Được chưa? Rồi bây giờ này, G là gì? Trọng tâm tam giác ABC. Vì G là trọng tâm tam giác ABC. Nên suy ra đây. Suy ra XA cộng XB cộng XC chia 3 là bằng XG đúng không? Vậy suy ra gì đây? x1 cộng x2 có nghĩa là hoành độ điểm B cộng hoành độ điểm C cộng cho hoành độ điểm A, nghĩa là hoành độ điểm A bao nhiêu? Hoành độ điểm A là bằng trừ 1, x1 cộng x2 trừ 1 chia cho 3 nghe chưa? Thì nó bằng hoành độ điểm G, nghĩa là bằng 2 cộng T này. Rồi thứ hai là y1 cộng y2 cộng cho tung độ điểm A là cộng cho 2 này chia cho 3 này, thì nó bằng là tung độ điểm G là 2 cộng cho 2T. Thứ ba là z1 cộng z2 cộng z3 chia cho 3 nghe chưa? Thì nó bằng câu độ điểm G là bằng gì? Trừ 2 trừ T. Được chưa? Bây giờ chúng ta thu gọn này lại này. Tương đương gì đây? Tương đương chúng ta nhân chéo lại đúng không? Nhân chéo này này thì x1 cộng x2 đúng không? x1 cộng x2 sẽ bằng gì đây? x1 cộng x2 nhân chéo lại là được là 6 nè. 6 cộng 3t đúng không? Trừ cho 1 là còn nhiêu? 6 cộng 3t trừ 1 chuyển qua là cộng 1, vậy là bằng 3t cộng 7 đúng không? Vậy là x1 cộng x2 sẽ bằng 3t cộng 7 nè. Thứ hai là y1 cộng y2 sẽ bằng như đây. Nhân lên là thành 6. 6 mà chuyển 2 qua là còn 4 đúng không? 4 này nhân 3 lên là 6t này. Là 6t cộng 4. Được chưa? Chỗ này là z1 cộng z2. Z1 cộng z2 này. Chỗ này z3 bao nhiêu đây? Z3 chúng ta ghi vậy. Z3 là ghi bằng 1 đúng chưa? Z3 là 1, đây 1. Yeah, số 1 đúng chưa? Số 1. X1 cộng X2 sẽ bằng gì đây? Chỗ này nhân lại là trừ 6 này, trừ 6 trừ 3t này, trừ 6 trừ 3t chuyển 1 sau nó trừ 7 đúng không? Vậy là trừ 3t trừ 7. Yeah. Trừ 3t trừ 7. Mà chúng ta thấy giờ điểm M chung điểm BC, thấy không? Vậy là x1 cộng x2 chính là gì? Chính là gì đây? Cái này chính là gì? Cái này mà chia cho 2 nữa đúng không? X1 cộng x2 mà chia 2 là chính là hoành độ điểm M. Rồi y1 cộng y2 mà chia cho 2 là chính là tung độ điểm M. Rồi z1 cộng z2 mà chia cho 2 chính là cao độ điểm M. Từ đây chúng ta suy ra điểm M. Điểm M tọa độ sẽ là 3t cộng 7 chia cho 2. Điểm M là trung điểm BC thì bằng x1 cộng x2 chia cho 2. X1 cộng x2 chia 2 chính là 3t cộng 7 chia 2. Rồi y1 cộng y2 chia 2 chính là 6t cộng 4 chia cho 2. Z1 cộng z2 chia 2 chính là trừ 3t trừ 7 chia cho 2. Được chưa? Rồi tiếp tục nè. Cái điểm M này nó nằm ở đâu? Nó nằm trên gì? Trên mặt phẳng alpha. Đúng không? Bởi vì sao? Các điểm BC đúng không? Các điểm BC nằm trên alpha. Mà M chung điểm BC do đó M nằm trên gì? Alpha. Vì đây, vì BC thuộc mặt phẳng alpha, do đó điểm M sẽ thuộc mặt phẳng alpha. Mà điểm M thuộc mặt phẳng alpha thì chúng ta thay điểm M vào phương trình alpha. Vậy thì alpha là 2x cộng 2y trừ z trừ 4 bằng 0. Phải suy đây, suy ra. Suy ra 2 x chúng ta thay là 3t cộng 7 chia cho 2 này. Cộng cho 2 nhân y, y là chúng ta thay là 6t cộng 4 chia cho 2. Trừ z. Z chúng ta thay bằng trừ 3t trừ 7 chia cho 2. Trừ cho 4 bằng 0. Cái này chúng ta dùng máy tính để giải cho nhanh. Thì trắc nghiệm mà dùng máy tính được chưa? Rồi chúng ta nhập nè. 2 nhân cho mở ngoặc nè. Tử là 3t là 3x á, cộng cho 7 đem chia cho 2. Còn số 2 là cộng cho 2 này nhân gì đây? Tử là 6t là 6x này, cộng cho 4. Dưới mẫu là chúng ta ghi là số 2. Đóng mặt lại này, trừ mở ngoặc. Tử là ghi là trừ 3x trừ 7. Mẫu là ghi là 2 nghe nha. Đóng ngoặc lại, trừ cho 4. Alpha bằng 0, xếp xuống bàn. Thì t bằng trừ 1. T bằng trừ 1 đúng không? T bằng trừ 1 thì lúc này m sẽ là gì đây? T bằng trừ 1 thay t trừ 1 ở đây đúng không? Đúng không? Thay m ở đây này. Thay t bằng trừ 1 ở đây thì được m. Vậy t bằng trừ 1 nghĩa là 3 nhân trừ 1 là trừ 3 mà cộng 7 là còn gì? 4. 4 chia 2 bằng 2 này. Rồi t bằng trừ 1 thay đây là trừ 6. Trừ 6 cộng 4 là bằng gì? Trừ 2. Trừ 2 chia 2 là trừ 1. T bằng trừ 1 cái này là bằng 3. 3 mà trừ cho 7 là còn trừ 4. Trừ 4 chia 2 là còn trừ 2. Điểm M là sẽ là 2 trừ 1 trừ 2. Vậy câu 36 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. 36 chọn C. Tiếp theo là câu 37. Cho tích phân từ trừ 1 đến 5 của fx dx bằng 5, tích phân từ 4 đến 5 của ft dt bằng trừ 2, tích phân từ trừ 1 đến 4 của gu du bằng 1 phần 3. Giá trị tích phân từ trừ 1 đến 4 của fx cộng gx dx bằng bao nhiêu? Thì chúng ta lưu ý này, tích phân nó không phụ thuộc vào biến này nha. Tích phân này không phụ thuộc vào biến. Nhớ chưa? Tích phân không phụ thuộc vào biến. Đó thì biến u, biến t, biến x là như nhau à. Bây giờ chúng ta thấy này, trừ 1 đến 4 đúng không? Trừ 1 đến 5, đây là 4 đến 5. Đúng không? Đây trừ 1 đến 4 này thì chúng ta thấy là trừ 1 nó nhỏ hơn 4, 4 nhỏ hơn 5. Trừ 1 này nhỏ hơn 4 này, 4 nhỏ hơn 5. Do đó tích phân từ trừ 1 đến 4 cộng tích phân từ 4 đến 5 thì nó bằng tích phân từ đâu? Từ 1 đến 4 này, từ 4 đến 5 sẽ bằng tích phân từ trừ 1 đến 5. Được chưa? Từ đây chúng ta sẽ tính được tích phân từ trừ 1 đến 4. Đúng không? Để thế chỗ này này. Và tích phân từ trừ 1 đến 4 sẽ bằng. Sao như đây? Tích phân từ trừ 1 đến 5, trừ 1 đến 5 trừ cho tích phân từ 4 đến 5. Trừ 1 đến 5 là bằng 5. Trừ 4 đến 5 thì từ 4 đến 5 bao nhiêu? 4 đến 5 là bằng trừ 2. Vậy trừ cho trừ 2, được chưa? Là bằng gì đây? Bằng 7. Rồi, a bằng tích phân từ trừ 1 đến 4 của fx dx của fx cộng cho gx dx. Sau này đây, tích phân từ trừ 1 đến 4 của fx dx cộng tích phân từ trừ 1 đến 4 của gx dx sẽ bằng tích phân từ trừ 1 đến 4 của fx dx là bằng mấy rồi? Bằng mấy? Bằng 7 đúng không? Bằng 7. Còn tích phân từ trừ 1 đến 4 của gx chính là bằng 1 phần 3 rồi. 1 phần 3. Nhân lên là 21 cộng 1 là 22 phần 7. Vậy câu 37 đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Nhớ dùm thầy là tích phân không phụ thuộc vào biến. Do đó biến gì cũng được, được chưa? Đúng chưa? Biến x, biến t, biến u là như nhau. Tiếp theo là câu 38. Cho số phức giấy có phần thực bằng 3 lần phần ổ. Phần thực bằng 3 lần phần ổ. Mô đun giấy bằng căn 10. Biết rằng phần ổ của giấy là số âm. Phần ổ âm nghe chưa? Chú ý này. Giá trị của biểu thức A lớn bằng mô đun của giấy trừ trừ 2 bằng bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta gọi giấy đi. Gọi giấy là bằng A cộng cho BI. Trong đó A là phần thực, B là phần ảo. Tất nhiên là AB phải thuộc R. Để cho gì đây? Phần thực bằng 3 lần phần ảo, nghĩa là A sẽ bằng 3 lần B. Thì lúc này giấy sẽ là gì? Giấy viết lại nghe nha. Giấy thì sẽ bằng là A này. A chính là thay bằng 3 lần B. 3 lần B. 3B. 3B cộng cho BI. Thấy chưa? Bây giờ nó còn một ẩn đúng không? Còn ẩn B hồi nãy là hai ẩn, giờ còn ẩn này thấy không? Giờ giấy còn một ẩn thôi. Tiếp tục xử lý này. Đề cho là mô đun giấy bằng gì đây? Bằng căn 10. Thì tương đương gì đây? Mô đun giấy nghĩa là căn bậc 2 của 3B tất cả bình phương cộng cho B bình phương thì bằng căn 10. Chúng ta bình phương hai vế đi. Bình phương hai vế mắc căn. Mắc căn thì 3B bình phương là 9B bình phương cộng B bình phương là bằng 10 nghe chưa? Vậy là 10B bình phương bằng 10. Vậy B bình phương bằng 1. B bình phương bằng 1 thì B bằng cộng trừ 1, nghĩa là B bằng 1, B bằng trừ 1. Nếu B bằng 1 đúng không? B bằng 1 thì chúng ta chia này, giấy sẽ là gì đây? B bằng 1 thì giấy sẽ là gì? Sẽ là 3 này cộng cho y. Còn B bằng trừ 1 thì giấy sẽ là gì? Giấy sẽ là trừ 3 trừ y. Mà chúng ta lưu ý này, phần ổ của giấy là số âm đúng không? Phần ổ là âm, nghĩa là ổ là cái này này, ổ là dương ra, phần ổ này là 1 dương ra, này là ổ là trừ 1 là âm này, đó. Cái này nhận chưa, cái này lọa, nhớ chưa? Lưu ý chỗ này rất là quan trọng này. Vậy giấy của chúng ta bây giờ là sẽ là trừ 3 trừ y. Từ đây chúng ta muốn tính được có a thì chúng ta phải suy giấy trừ, đúng không? Giấy trừ sẽ là gì? Trừ 3 cộng y. Lúc này a lớn sẽ bằng giấy trừ trừ cho 2, mô đun lên. Giấy trừ chính là trừ 3 cộng y trừ cho 2, mô đun lên là bằng gì đây? Trừ 5 cộng y, mô đun sẽ bằng căn của trừ 5 tất cả bình phương cộng cho 1 bình phương. Trừ 5 bình phương, tất cả bình phương là 25 cộng 1 là bằng 26, căn 26. Vậy thì câu 38 đáp án đúng ở đây chính là đáp án nào? 38, chúng ta chọn đáp án B nghe chưa? 38 chọn B. Tiếp theo là câu 39. Cho 4 điểm. A tọa độ là A nhỏ trừ 16, B tọa độ là trừ 3 trừ 1 trừ 4, C tọa độ là 5 trừ 1 0 và D có tọa độ là 1 2 1. Thể tích của tứ diện ABCD bằng 30. Giá trị của A là bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ này, công thức tính thể tích tứ diện ABCD. VABCD sẽ bằng 1/6. AB này, AC này, AD. ABAC lấy hữu hướng bây giờ, sau đó nhân với AD, mô đun lên, nhớ chưa? Và có thể tính bằng cách như sau, có thể bằng 1/6 BC, BD và BA, được chưa? Đó, như vậy đó. Thì chúng ta lưu ý với cái bài của chúng ta thì chúng ta nên tính theo cách này, nó dễ hơn. Bởi vì sao? Điểm B, điểm C là chúng ta nó cụ thể rồi, còn điểm A là nó gì? Điểm A là nó có dính cái thông số A nhỏ, đúng chưa? Do đó thầy tính theo cách này, đúng chưa? Vậy thầy tính gì đây? Tính BA. BA chúng ta lấy A hoành A trừ hoành B, tông A trừ tông B, câu A trừ câu B, được chưa? Thì AB thì lấy trừ 3 trừ A, đúng không? Vậy là trừ BA chúng ta lấy A trừ B chứ, A trừ B, đúng không? Lấy hoành A trừ B, lấy A trừ 3 thành cộng 3 này, đúng không? Vậy là A cộng 3 nghe chưa? BA là A cộng 3. Rồi trừ 1 trừ 1 bằng 0 mà, đúng không? 0. Rồi 6 trừ 4 là 10. Được chưa? Chúng ta lấy BA nó đẹp hơn, nhớ chưa? BA đẹp hơn. Còn lấy AB là hơi lẻ, nó xấu. Rồi tiếp tục chúng ta lấy BC. BC thì chúng ta lấy là hoành C trừ hoành B là 5 trừ 3 là 8, thấy chưa? Rất đẹp luôn. Trừ 1 trừ 1 là 0 rồi. 0 trừ 4 là 4. Rồi tiếp tục là BD. BD lấy D trừ B, đúng không? Hoành D trừ hoành B là lấy 1 trừ 3 là 4 này. Thứ hai lấy 2 trừ 1 là bằng 3. Lấy 1 trừ 4 là 5, đúng không? 5, 4, 3, 5. BA là A cộng 3, 0, 10. BC là 8, 0, 4. BD là 4, 3, 5. Được không? Bây giờ thầy tính BCBD nghe chưa? Tính hữu hướng BCBD. Lý do là điểm A nó bị là có thông số A nhỏ, đúng không? Tìm A nhỏ mà. Còn điểm B, điểm C, điểm D là không có, do đó thầy tính ưu tiên tính hữu hướng BCBD. Hữu hướng BCBD thì chúng ta dùng máy tính cho nhanh nghe chưa? Dùng máy tính cho nó lại. Mốt 81. Mốt 81 nghe chưa? B bấm 1 đi. BC là 8 nè, 0, 4, xếp 5, 1, 2, 1. BD là 4, 3, 5. AC xếp 5, 3 nhân xếp 5, 4. Thì được là trừ 12 nè, trừ 24 và 24. Trừ 12, trừ 24 và 24. Trừ 12 nè, trừ 24 nè, 24. Được chưa? Rồi bây giờ thầy lấy BC hữu hướng với BD nhân cho BA. BC, BD, BA. Nhân lại nha. Đó. BCBD là hữu hướng là một trừ 12 trừ 24. 24 cái này tích vô hướng rồi nha. Chúng ta lấy trừ 12 nhân gì đây? Nhân cho A cộng 3. Được không? Lấy hoành nhân hoành đó. Trừ 24 nhân cho 0. Rồi tiếp tục cộng cho 24 nhân cho 10. Rồi nhân vào nó ra, nhân vào là trừ gì đây? Trừ cho 12A này. Cái này là trừ cho 36. Cộng cho 240. Và là bằng trừ 12A này. Chỗ này là 240 trừ cho 36 đúng không? 240 trừ cho 36. Thì nó bằng là 204. Được chưa? 204 cộng cho 204 này. Vậy lúc này VABCD để cho là bằng 30 đúng không? Thì tương đương như đây. 1/6. BC. BD và B gì? BA. Tuyệt đối nha. Bằng 30. Thì nó tương đương gì đây? BC, BD, BA. Tuyệt đối nha. 30 nhân 6 là 180. Này sẽ tương đương. Cái này vừa tính xong đúng không? Tính xong là bằng bao nhiêu? Trừ 12, trừ 12A cộng 204. Trừ 12A này cộng 204 này thì tuyệt đối bằng 180. Rồi tuyệt đối A bằng B thì A bằng B hoặc A bằng trừ B và là trừ 12A này cộng cho 204 bằng 180 hoặc trừ 12A cộng 204 bằng trừ 180. Chúng ta giải phương trình này. Trừ 12A cộng 204 180 chuyển 204 qua bên phải thì chúng ta lấy là 180 này trừ cho 204. Sau đó chia cho trừ 2. Thì bằng 12 đúng không? Phải 12 không? 180 này trừ cho 204 này. Xin lỗi. Trừ 180 cái tay 180 đúng không? 180 trừ cho 204 là bằng trừ 24. Trừ 24 chia cho trừ 12 đúng không? Là bằng 2. A bằng 2 nha. A bằng 2. Còn ở dưới là trừ 180 trừ 204. Trừ 180 này, trừ 204 này. Chia cho 12 đi. Là bằng trừ 32, mà trừ 12 thì sẽ là A bằng 32 nha. Cho nó trừ 12A mà bằng 32. Vậy thì A bằng 2 hoặc A bằng 32. Do đó câu 39 đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nha. 39 chọn A. Tiếp theo là câu 40. 40. Trong không gian với hệ tọa độ OX y cho mặt cầu X có phương trình là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2x trừ 4y trừ 6z trừ 2 bằng 0. Phương trình mặt phẳng alpha chứa OI. Alpha chứa OI nghe chưa? Các mặt cầu theo vô tuyến theo thiết diện là đường tròn có chu vi bằng 8y. Ở đây chúng ta lưu ý nè. Mặt cầu X có tâm là gì đây? Tâm là chúng ta lấy trừ 2 chia cho trừ 2 là 1 nè. Trừ 4 chia trừ 2 là còn 2 nè. Trừ 6 chia cho trừ 2 là còn 3. Tâm là 123. Bán kính LR bằng gì đây? LR là bàn can của A bình cộng B bình cộng C bình là 1 bình cộng cho 2 bình cộng cho 3 bình trừ cho D. D là trừ 2 là trừ cho trừ 2. 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình là 4 cộng 9 13 14 4 với 2 16 can 16 bằng mấy? Bằng 4. Được chưa? Rồi. Chúng ta lưu ý nè. Còn cái đường tròn C đó nó có bán kính là gì đây? Bán kính là cái này là bằng gì đây? C bằng 2pi r bằng 8pi đúng không? Thì R bằng mấy? R bằng 4. Giờ bán kính R nhỏ bằng 4. Mặt phẳng alpha đề cho là chứa gì? Chứa OI. Alpha chứa trục OI đúng chưa? Alpha chứa OI. Do đó có phương trình alpha sẽ là phương trình alpha là gì đây? AX cộng cho C giấy bằng 0, đúng không? Nó còn hoành với tông thôi, chưa? Nó khuyết y đúng không? Chứa y có nghĩa là nó gồm là ax cộng c x bằng 0. Và lưu ý là alpha là a alpha đi qua a, nói khác là a thuộc alpha nghe chưa? A thuộc alpha. Và chúng ta thay a vào đây thôi. A là 123. Vậy là x thay bằng 1 là a nhân 1 này. A không có bỏ đi. Còn giấy chúng ta thay bằng mấy? Bằng 3 đúng không? Giấy thay bằng 3 là cộng với 3 vậy. 3C bằng 0. Tới đây chúng ta suy ra tương đương này, tương đương là A sẽ bằng trừ 3C. Do đó chọn như đây. Chọn C bằng trừ 1. Chọn C bằng trừ 1 thì lúc này A sẽ bằng gì? Trừ 3 nhân trừ 1 chính là bằng 3. Đúng không? Bằng 3. Do đó mặt phẳng alpha sẽ là gì đây? Mặt phẳng alpha của chúng ta sẽ là gì? A bằng 3, C bằng trừ 1. A bằng 3 sẽ là 3x nè. Thay vào đây nghe chưa? C bằng trừ 1 nghĩa là trừ cho giấy bằng 0. Mặt phẳng alpha là 3x trừ giấy bằng 0. Do đó câu 40 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.